Cơ sở ấp trứng đà điểu và phân phối con giống tại miền Bắc thuộc chi nhánh của Trung tâm Nghiên cứu Gia Cầm Thụy Phương, thuộc địa chỉ xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Xin kính gửi đến quý bà con khắp mọi miền Tổ quốc một cái video clip về con đà điểu. Thưa các bạn, hiện nay một vài năm gần đây thì con đà điểu đã trở thành một trong những con vật nuôi khá là mới mẻ và cũng khá là dễ nuôi, và cái giá trị về thương phẩm, giá trị dinh dưỡng rất là tốt, đặc biệt là ở Hải Dương và ở Ba Vì. Thì Ba Vì là một cái nôi duy nhất là cách đây chính phủ Việt Nam cách đây một 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 thời gian cũng lâu lâu, mình cũng không nhớ chính xác, nhưng mà chính phủ Việt Nam được chính phủ của nước ngoài tặng cho 100 con đà điểu và về nuôi. Thì chính phủ đã ký quyết định giao cho Trung tâm Nghiên cứu Gia Cầm Thụy Phương trực thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội ấp và lở được 35 con, và sau đó là phát triển nuôi. Thì sau đó cũng có bị hao hụt một số đầu con và trở thành những cặp bố mẹ thuần chủng. Thì hiện nay con đà điểu đã được phát triển khắp trên mọi miền Tổ quốc của đất nước Việt Nam. Kính thưa các bạn, cái con giống đà điểu thì rất là quan trọng. Hiện nay có một số những người cũng có nhu cầu muốn tìm tìm đường nước bước để chọn cho mình một cái chủ đề phát triển kinh tế, đặc biệt là chủ đề chăn nuôi. Có người nuôi lợn thì cũng rất là khó khăn, và có người nuôi gà thì càng khó khăn hơn. Năm vừa rồi nuôi lợn rất khó, hiện bây giờ cũng dấy lên những con bò. Tuy nhiên con đà điểu thì các bạn có thể hiểu tạm thời như sau: tập tính là bầy đàn, ăn thì chủ yếu là rau và ngũ cốc, đặc biệt là cám cám cò. Các bạn nuôi thì cái độ rủi ro sau 3 tháng thì gần như không có. Nên các bạn mua cái con giống thì các bạn nên mua ở cái giai đoạn là 1 tháng, ngoài 1 tháng. Kính thưa các bạn, một số bạn vì cái không tìm hiểu trước, và một số cơ sở vì cái lợi nhuận họ bán với cái con đà điểu rất là còn nhỏ. Nhỏ có nghĩa là cái rốn chưa khô và cái phần lòng đỏ ở trong đằng sau con đà điểu là vẫn chưa được tiêu hết. Chính vì vậy trong quá trình đấy thì con đà điểu có thể là bị viêm rốn hoặc là bị lạnh, đau bụng và gây đến cái việc tử vong, hao hụt đầu con. Chính vì vậy nằm trong cái tinh thần rất là chia sẻ với bà con, mình cũng mạnh dạn làm một cái clip như thế này, là bên anh chị em của chúng tôi là chung vốn góp một phần xây dựng nên một cơ sở ấp và gột đà điểu giống. Thì quý vị các bạn có thể liên hệ cho bên mình theo số điện thoại là 01 633 530 9 82 qua cái kênh Chim Cú Gáy Hay cũng như là cái Zalo của mình. Con đà điểu trên màn ảnh các bạn thì nó sẽ dao động được khoảng 25 ngày tuổi. Có con thì cũng ở bộ ô bên cạnh được hơn 1 tháng tuổi, nó dao động khoảng 4 cân. Thì ngoài 1 tháng đó thì các bạn nuôi rất là phù hợp, bởi vì là như thế này thì nó đã ra nắng ra gió rồi và nó đã nhanh nhẹn. Con đà điểu không nhất thiết phải to quá, các bạn nhìn chân con nào nhanh chạy thoăn thoắt, nhìn nhanh thì các bạn có thể là yên tâm để mua giống về. Các bạn nên không nên mua cái loại 1 tuần hay là non ngày quá, thì cái lỗi mà các bạn thường gặp là thường các bạn về các bạn không nắm bắt được cái nhiệt độ của con đà điểu nó là bao nhiêu độ trong cái lúc mình ốm. Thì thường thưa các bạn là nhiệt độ là từ 30 đến 33 độ, hoặc là gần gần cái tầm đấy. Thì nếu như ban đêm thì các bạn nên quây bạt và nót bạt, nót nỉ hay là nót cát trên nền chuồng để duy trì cái nhiệt độ cho con đà điểu. Chính như vậy là một số các bạn mắc cái lỗi đầu tiên là thiếu nhiệt độ cho con điểu, làm cho con đà điểu nó lười ăn và bị đau bụng đi đi ngoài và gây đến tử vong cũng như hao hụt đầu con. Các bạn mua 10 con mà cả mãi triệu 6, triệu 8 nhưng mà về chết với 3 con thì thả các bạn mua cái con 2 triệu, hơn 2 triệu còn hơn mà đỡ phải mất công. Đấy là bài học cho rất nhiều người muốn có ý định mua con đà điểu giống. Cái lỗi thứ hai là các bạn trong cái chuồng nuôi thì các bạn không nên để que, để sỏi, những cái đồ vật cứng nhọn
linh tinh ở trên mặt sàn mà mặt mặt chuồng giải cát không được phẳng. Chính vì vậy ngô nghê như con đà điểu chúng có thể nhặt ăn không tiêu được, hoặc là hóc, hoặc là mắc ở cổ, chúng có thể là gây đến tử vong. Cái lỗi thứ ba mà các bạn mới nuôi gặp phải là các bạn trên có những cái viên đá lớn, hoặc là những cái gốc cây, hoặc là những cái hố sâu, khi sự có tiếng động con đà điểu nó rất là là dị ứng với cái tiếng động bất thình lình, tiếng động lớn, chúng sẽ rất hoảng sợ. Chúng tại vì bản chất cho chúng nguồn gốc là ở trên sa mạc, nên chúng không tiếp nhận tiếng động được. Và con đà điểu này thì các bạn khi nó đã chạy trong cái điều kiện mặt bằng không được phù hợp, vấp phải cái gì chúng có thể ngã và bị khèo chân. Chính vì vậy bị trật khớp thì nó sẽ bị nằm bệt xuống và nó sẽ không ăn được, không di chuyển được, cũng là gây việc tử vong con đà điểu và hao hụt đầu con. Xin chia sẻ với các bạn về như vậy. Thế còn cái sản phẩm thì con đà điểu thì ngon nhất là cái bộ mề, bộ lòng, bộ cánh thì chúng ta có thể xào sả ớt, và cái thịt của nó thì giá trị nhất là hai cái bộ đùi, và những cái thành phần thịt của nó thì nó không như thịt bò, hàm lượng là tốt cho sức khỏe con người, nó rất là cao, là không có những cái tác dụng phụ. Thì con thịt con đà điểu thì cũng khá là gần gũi với trên cái khẩu phần thức ăn của các bạn. Và đặc biệt cái quả trứng của nó thì các bạn chế biến như kiểu trứng băm hoặc nhĩ, và những cái da giảm, hạt tiêu, các bạn chiên lên. Một quả trứng thì có thể là nên cân 3, cân rưỡi, chiên lên là cả nhà ăn vẫn còn không hết. Con đà điểu nó khác hẳn với con khác là ở cái phần rìều, phần ức của nó có một cái mu để nó chống va đập ở phần ngực, mà nó cũng có cái cấu tạo rất là đặc biệt. Cái bộ xương của nó rất là ngon, nấu nước dùng quán phở. Như các bạn thì trên đây mình cũng chia sẻ video như vậy. Nếu như các bạn mua con giống của bên mình thì thường nó cũng sẽ dao động từ 1,6 triệu đến 2,5 triệu, tùy lứa tuổi, tùy ngày tháng tuổi. Nếu như các bạn nên mua thì nên mua cái mức độ 2 triệu đổ lên, và đặc biệt là đặt trước cho mình khoảng 1 tuần thì bên mình sẽ có những cái lứa đà điểu nó phù hợp. Kính thưa các bạn thì các bạn nên tìm đến những cái cơ sở người ta nắm bắt được cái kinh nghiệm, cái tập tính, và đặc biệt là trong quá trình nuôi sau khi mua con giống thì các bạn có thể gọi điện, chúng tôi sẽ cố gắng tư vấn một cách sát sườn nhất để mang lại hiệu quả kinh tế cho các bạn. Nhiều cặp vợ chồng trẻ từ Bắc Giang mà mẫm luống chúng tôi cũng rất là thương và thông cảm. Chúng tôi đã bán mười mấy 20 triệu cũng là một số tiền lớn, nên là mình không thể tùy tiện mà bán cho người ta cả một cái gia sản của người ta, trông cậy vào cái số vốn ban đầu như vậy. Để tôi mình xin chia sẻ với các bạn là con đà điểu cũng khá là dễ nuôi, nhưng với điều kiện phải biết, đã xác định chăn nuôi là phải săn ve và hiểu biết, và phải nắm bắt được cái tập tính của nó, cái thuộc tính của nó. Cái thành phần rau thì nó chúng ăn rất là nhiều, nếu mà chúng ta nuôi thương phẩm thì rau thì nó có thể chậm lớn hơn cám, nhưng mà thịt nó rất là ngon. Các bạn thân mến, con đà điểu này thì là một cái thương hiệu lớn ở Ba Vì, thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Chúng tôi có thể gọi là một phố đà điểu, trong đó rất nhiều người kinh doanh, nhưng trong đó là năm anh em chúng tôi là những cái cơ sở hàng đầu, đi đầu và rất là chia sẻ với các bạn ở mọi miền Tổ quốc. Hy vọng rằng các bạn có thể gọi điện sớm cho chúng tôi để được tư vấn, để được đặt hàng, và hứa với các bạn chúng tôi sẽ tư vấn tốt về kỹ thuật. Và đặc biệt các bạn nuôi với cái mặt bằng diện tích nhiều, các bạn nuôi được nhiều, các bạn chúng tôi sẽ bao tiêu sản phẩm, chúng tôi sẽ nhập lại tính theo cái trọng thể. Và cái giá trọng thể nó sẽ dao động từ 90 đến 95 nghìn 1 kg con đà điểu. Và với cái giá thành như vậy thì đến thời điểm này nó rơi vào khoảng 8 triệu đến 10 triệu một con đà điểu. Nó trọng thể của nó là một tạ đến một tạ hai. Một lần nữa không biết nói gì hơi, xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã xem cái clip video này của chúng tôi. Hy vọng là các bạn sẽ gọi điện cho chúng tôi 0163 530 5982 để được đặt con đà điểu giống tốt nhất. Thân ái chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn một ngày làm việc thật vui vẻ.